chào tiến lên và xin cộng đoàn ngồi. Bên nam một em ta bên Đức Hải, bên đứng Maria Vũ Thị Diệu Uyên, các em đứng lên tiến lên trên này. Rồi và lần lượt các em sẽ tiến từ cái đầu sang Tú, Thảo Huy, Diệp thì các em lên, tiếp tục lên Khải, rồi lần lượt theo từng số ghế lên. Chúa Giêsu Thánh Hệ là lý tưởng của thiếu nhi, nhân danh Mẹ Maria là nữ vương của thiếu nhi chúng con, xin mời các em nghĩa sĩ tiền hứa. Các con muốn gì? Vậy lý tưởng của các con là gì? Các con sẽ làm gì để thực hiện lý tưởng đó? Tốt lắm, nhưng các con hãy nhớ cầu nguyện là sức mạnh của chúng con, nhờ đó chúng con sẽ kết hợp với Chúa nhiều hơn. Giờ đây chúng con hãy đọc thêm lãnh trang mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta, trong đó chứa đựng lý tưởng của người nghĩa sĩ. Từ nay chúng con trở thành nghĩa sĩ của Chúa Kitô, chúng con sắp trưởng thành và sẽ bước vào đời để loan báo tin mừng cho người khác. Nhưng để được như thế, chúng con phải nên những chứng nhân của Chúa Kitô bằng một đời sống đức tin cao độ
vì đó là căn bản của người Kitô hữu trưởng thành. Vậy các con có hứa trung thành với đức tin đã lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội không? Các con có hứa sẽ sống nên như chứng nhân can đảm của Chúa Kitô trước mặt mọi người không? Các con có hứa đem hết khả năng và nhiệt tình tuổi trẻ như Thánh Phaolô qua thầy của ngài để đem Chúa vào môi trường sống của các con không? Các con hãy đọc kinh dâng mình cho Chúa. Với tư cách là tiên quý sứ đoàn giáo sứ, cha nhận các con và số những nghĩa sĩ đạo thiếu nhi thánh thể xin mẹ Maria và Thánh Phaolô gương mẫu của đời sống mạo hiểm anh hùng và chinh phục giúp các con thực hiện tốt đẹp lý tưởng này. Giờ đây con xin cha xin chào cái hàng trên thì đứng lại cái chỗ luôn, không bao giờ xong thì khăn các em khăn các bạn sau khi đã trao xong thì tất cả các em sẽ quay về một vàng và xin một vàng các em có như một vàng sẽ chúc mừng cho các em với một khăn nghệ sĩ và một tràng pháo tay sau khi đã trao khăn xong. Xin tất cả các em lần sau quay và xin cùng đoàn và cả cha thiết đi cho chàng có tay.
Anh chị em và các bạn thân mến, ngày hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên người đón nhận lòng thương xót và cảm động của Chúa, tin tưởng vào lời hứa.